Xin chào các bạn, mình đang có ở đây một chiếc iPhone 5. Ngày hôm qua thì Apple đã chính thức giới thiệu iOS 9 lên những thiết bị của mình. Và mình đã nhanh tay download được cái phiên bản beta để mà cài lên thiết bị. Và hãy cùng mình trải nghiệm về cái iOS 9 này. Đầu tiên thì cảm ơn một thành viên trên group review dạo đã chia sẻ cho mình link download này. Tìm cả buổi sáng cũng không được, may thế các bạn chia sẻ. Thank you một lần nữa nhé. Bạn tên là gì mình cũng quên mất rồi, sorry. Bây giờ hãy quay lại với những cái vấn đề chính liên quan đến chiếc iOS 9 này của mình. Thì cái đầu tiên đó là các bạn quan tâm, đó là giao diện. Thì giao diện của iOS 9 nó sẽ không khác biệt một chút nào so với giao diện của iOS 8. Mình đã có ở đây chiếc 5S của mình đang chạy là 8.3 và chiếc iPhone 5 của mình chạy iOS 9. Thì bạn sẽ có thể thấy được là những cái biểu tượng cơ bản này, cuộc gọi, tin nhắn này, contact này hay là Safari, mọi thứ nó giống nhau hoàn toàn. Bất cứ một cái ứng dụng nào hai thiết bị này có mặt giống nhau thì mọi thứ biểu tượng nó đều giống nhau từ đầu đến cuối, không khác biệt một chút nào. Thế nên các bạn hãy yên tâm về cái vấn đề này. Cái thứ hai các bạn quan tâm nữa là đó là nó có một sự khác biệt gì ở phần Control Center hay không, thì cũng khá đáng mừng rằng là nó cũng chẳng khác biệt cái bỏ mẹ gì, giống nhau hoàn toàn từ thanh Notification, từ thanh Quick Setting Control Center bên dưới, giống nhau hoàn toàn. Và nó sẽ chỉ khác biệt một chút, đó là với iOS 9 thì nó đã cải thiện hơn về cái mặt đó là Siri. Khi mà các bạn vuốt sang bên trái như thế này thì chúng ta sẽ có thể thấy được một cái thanh gọi là thanh Suggestion, Siri Suggestion. Đây là những cái mà Siri nó gợi ý đến cho các bạn. Nó hay cụ thể luôn, nó là một cái thanh theo kiểu dạng như là Recent Contact ở bên trên, giống như là thanh đa nhiệm của chiếc 8.3. Còn đây thì nó sẽ kéo sang bên phải, bên trái. Thì chúng ta sẽ có cả phần Context Suggestion này hay là App Suggestion. Và nếu mà lúc này mà các bạn nào mà đang sử dụng một vài những cái app mà chạy ngầm thì chúng ta muốn quay trở lại, thì thay vào bằng cái việc mà các bạn tìm kiếm trong quá nhiều app đang cài thì chúng ta sẽ chỉ cần vuốt sang bên trái và chúng ta sẽ có thể truy cập lại những cái app đó một cách rất là nhanh. Cái sự thay đổi duy nhất về mặt giao diện của iOS 9 nó đến từ cái phần đó chính là cái phần đa nhiệm ở đây. Mình rất là thích cái phần đa nhiệm của iOS 8, rất là trực quan và rất là dễ nhìn. Nhưng mà khi lên đến iOS 9 thì nhìn nó còn đẹp hơn rất rất nhiều. Và mình thực sự là bắt đầu thích cái phong cách này rồi đấy. Những cái thẻ được xếp chồng lên nhau và cái trên cùng thì nó rõ, và phần dưới thì nó sẽ làm hiệu ứng blur mờ dần. Và bạn sẽ vuốt qua vuốt lại để mà chúng ta có thể di chuyển qua những cái app đang chạy, những app đa nhiệm đang chạy. Và chúng ta sẽ có thể thấy được rằng nó sẽ có một cái cảm giác gì đó đẹp hơn so với là iOS 8 khá là nhiều. Tuy nhiên khá đáng tiếc thì mình vẫn thấy thích là rằng là với cái việc mà kích hoạt đa nhiệm thì iOS 9 vẫn nên đưa một cái phần nào đó những cái Reason app lên trên góc trên. Thì như thế Reason Contact, thì như thế thì các bạn sẽ có thể quản lý cũng như là truy cập đến những cái thứ đó một cách dễ dàng hơn. Tại vì đâu phải là ai cũng có thói quen đó là vuốt thêm một cái nữa để mà truy cập đến cái phần đó là Siri Suggestion. Mà mọi người thì hay có cái thói quen đó là nhấp đúp để mà chuyển vào cái chế độ đa nhiệm. Lúc đó thì chúng ta chuyển qua chuyển lại giữa những ứng dụng hay là chuyển qua chuyển lại giữa những contact, nó cũng sẽ dễ dàng hơn. Và đây là mình nghĩ rằng cũng là một điểm mà biết đâu trong cái bản chính thức thì iOS 9 hãy nên chiều lòng khách hàng, hay hoặc là đơn giản chiều lòng mình một chút chẳng hạn. Cái điểm cải tiến tiếp theo mà như Apple đã chia sẻ đó là cải tiến về Siri. Thì với Siri mới hiện nay trên iOS 9, Siri nó đã thực sự là nó đã có mặt từ iOS 5 rồi. Tuy nhiên thì những cái thời gian đó, những cái vấn đề mà giao tiếp bằng giọng nói với những thiết bị điện thoại thì nó chưa thực sự là tốt. Và với chiếc iPhone 5 như mình đang chạy iOS 9 thì Siri nó đã được cập nhật lên một cái phiên bản gần như là mới hoàn toàn. Nó mang lại nhiều tính năng hơn cũng như mang lại nhiều trải nghiệm tốt hơn. Khá đáng tiếc thì nó vẫn chỉ là chưa hỗ trợ tiếng Việt mà nó mới chỉ hỗ trợ là tiếng Anh. Thế nên là phải yêu cầu là bạn nào có tiếng Anh phải giỏi một chút. Mình sẽ thử demo một đoạn, thông cảm các bạn một chút là tiếng Anh của mình thì không thực sự là tốt. Thế nên là nó mà nhận được thì nhận, không nhận được thì thôi. Các bạn hãy quan tâm một chút. Đầu tiên thì nếu mà với những cái cách bình thường như kiểu giờ gọi là openfacebook.com. Ok, cái này chuẩn rồi. Mình cứ quen giống như là trên Cortana là thêm cái dòng webpack, cái này thì không cần. Thì đó, nếu với những cái phong cách đơn giản như thế này, hoặc là các bạn có thể mở app bằng cách là open Facebook, thì chúng ta sẽ có thể mở app một cách rất là nhanh. Hay là các bạn có thể là open Messenger. Đó, thì các bạn sẽ có thể mở app rất là nhanh. Mở Messenger sang Message. Trời ơi, tiếng Anh này phải đi học lại thôi. Thì đó, các bạn có thể thấy là chúng ta có thể dùng Siri để mà chúng ta có thể mở app một cách rất là nhanh. Hay là có những cái thứ khác nữa mà mình thấy cũng rất là ấn tượng. Giả dụ như là mình sẽ thử Show me the picture in the last month. Đó, chuẩn rồi. Đó, các bạn có thể thấy. Khi đó thì chúng ta sẽ có thể sử dụng cái Siri để chúng ta có thể mở ảnh mà nó sẽ có mặt ở trong khoảng một tháng gần đây. Đó, rất nhiều ảnh của mình. Thực ra đây toàn ảnh trên
trên iCloud. Chứ thực ra là trong máy này của mình thì vẫn chưa có một cái ảnh chụp nào cả. Mình chưa hề backup dữ liệu của thiết bị cũ sang. Đơn giản là mình vẫn không muốn dùng cái này làm thiết bị máy chính của mình. Hay hơn thế nữa là chúng ta còn có thể sử dụng để mà chúng ta ghi chú nốt này, chúng ta gửi tin nhắn, gọi điện thoại hay là làm được nhiều thứ khác nữa, thậm chí là nhắc công việc. Giả dụ nhá. Remind me in the 1 hour. Go to sleep. Nói chung nó tiếng Anh mình không chuẩn nên là nó cứ dịch lung tung thế. Nhưng mà các bạn có thể thấy là chúng ta có thể dùng Siri để mở ảnh này, chúng ta có thể mở app này, chúng ta có thể ghi chú này, hay là chúng ta có thể tạo nhắc nhở, làm mọi thứ với Siri. Và yêu cầu là tiếng Anh chuẩn chút nhá. Khổ quá, mình thì tiếng Anh ngu thành ra loạn hết cả lên. Thêm một thứ cải tiến nữa của phần mềm nó đến từ đó là phần mềm Map. Đây là một cái ứng dụng bản đồ và mình cũng thực sự là bắt đầu càng ngày càng thấy thích cái ứng dụng này rồi. Nó dùng tiện hơn so với Google Maps khá là nhiều, hay là đơn giản là dạo này mình không cài được Google Maps trên iOS không biết. Với cái cải tiến mới của chiếc iOS 9 này thì chúng ta sẽ có một cái kho dữ liệu nó tốt hơn, nó nhiều hơn và nó độc đáo hơn. Nhưng mà nó lại chỉ áp dụng với bên Mỹ, ở Việt Nam mình thì dữ liệu nó chưa thực sự là tốt. Khi mà các bạn tìm đường, giả dụ bây giờ mình muốn tìm đó là nhà mình ở khu vực là phố Giáp Nhị, thì rất nhanh nó sẽ có một gợi ý. Và đơn giản bây giờ các bạn sẽ chỉ cần bấm vào cái router để mà chúng ta tìm luôn đường đến cái khu vực đó. Thì nó cũng giống như là những thiết bị iOS trước đây. Tuy nhiên thì cái hay của cái iOS 9 này thì đó là với cái cơ sở dữ liệu được cập nhật, thì khi mà các bạn đi đến một khu vực nào đó thì nó sẽ nhanh chóng, nó sẽ gợi ý ra những cái nhà hàng, gợi ý đến những cái địa điểm ăn chơi, nhảy múa dành cho các bạn, khiến cho các bạn có thể dễ dàng trong quá trình mà các bạn tìm kiếm những cái địa điểm để các bạn vui chơi hơn. Nó sẽ kết hợp giữa cả những cái dữ liệu của Foursquare, hay là thậm chí là sắp tới biết đâu nó sẽ có thể cập nhật lên cả dữ liệu của một số những cái ứng dụng ở Việt Nam. Giả dụ như kiểu là Logi chẳng hạn, một cái ứng dụng rất hay mà mình đã chia sẻ đến cho các bạn. Nhưng mà ở Việt Nam thì không hỗ trợ quá nhiều nên là mình cũng không quá là quan tâm về những cái vấn đề đó. Bao giờ thực sự iOS 9 hỗ trợ Map ở Việt Nam thì khi đó mà các bạn vẫn sẽ có thể sử dụng được một cách là tốt hơn rất là nhiều. Và ứng dụng cuối cùng được nhắc đến ở đây và được nâng cấp một cách khá mạnh đó chính là Nốt. Đầu tiên thì với những cái phong cách Nốt bình thường, giả dụ như chiếc iPhone 5S của mình chạy 8.3, khi các bạn kích hoạt vào Nốt thì đơn giản là chúng ta sẽ chỉ có thể ghi chú bằng những thứ rất là đơn giản. Nên là các bạn có thể lưu ra gõ đính kèm thêm âm thanh hoặc là đính kèm thêm cái bỏ mẹ gì, nói chung không có một thứ gì quá nhiều để các bạn có thể nghịch ngợm. Đơn giản các bạn tạo ghi chú và các bạn lưu trữ cũng như lưu trữ nó lại. Còn bây giờ với cái Nốt phiên bản mới trên iOS 9 thì đầu tiên là các bạn sẽ có thể chia ra được rất nhiều folder để mà các bạn có thể quản lý từng thứ một, chia theo thành từng mục, chia theo thành từng vấn đề mà các bạn muốn sử dụng. Và nó chúng ta có một mục mới đó là Reason Re-edit. Thì tức là gì? Tức là giả dụ bây giờ mình đang có một cái nốt như này, mình chẳng may mình vô tình mình xóa nó đi, thì các bạn vẫn sẽ có thể vào được cái mục Reason Re-edit này để mà chúng ta có thể khôi phục nó lại bằng cách là nhấn vào đây. Sau đó các bạn nó move to. Bây giờ các bạn sẽ có thể di chuyển lại, giả dụ vào lại cái lịch làm việc của mình. Vậy là xong, mình đã có thể khôi phục lại được cái nốt này một cách rất là nhanh. Tránh đi trường hợp mà như là mình vừa mới, giả dụ như là mình vừa mới ở trước ở đây, mình đen đi một cái nốt là xong luôn. Nó các bạn chịu chết, không thể nào khôi phục lại được nữa luôn. Đây là một thứ mà mình nghĩ rằng là những ai mà hay làm công việc, hay phải ghi chú nốt, hay phải ghi chú dữ liệu sẽ cực kỳ là quan tâm đến. Và đây chúng ta có một mục đó là iCloud, thì nó ghi bên cạnh đó là not update. Tức là cái iCloud cũ này của mình vẫn chưa update để mà tương thích với cái nốt mới. Và đơn giản các bạn cần đó chính là update cái nốt này lên là xong, update account. Ok, xong, đợi nó một chút, vậy là được. Xong rồi. Và khi mà update lên xong thì các bạn yên tâm, giả dụ mà chẳng may có xóa trên cái nốt trên iCloud thì chúng ta vẫn có một cái mục recently deleted để mà các bạn có thể khôi phục lại được. Cứ yên tâm, rất ngon. Và lúc này cái dữ liệu của các bạn cũng sẽ được bảo vệ một cách tốt hơn rất là nhiều. Trước cập đến vào mục setting thì chúng ta sẽ có một cái mục ở đây, đó là mục battery. Trước đây thì với bất cứ một sản phẩm iPhone nào thì cái thời lượng pin luôn là cái thứ bị chê nhiều nhất, và đến mình cũng chê quá nhiều luôn. Và bây giờ rất may mắn là chúng ta sẽ có một chế độ để mà tiết kiệm pin. Nó có tên gọi là Low Power Mode. Khi kích hoạt cái chế độ này lên thì
ở đây nó sẽ ghi là nó sẽ giới hạn đi cả hiệu năng của máy này, tắt bỏ đi dữ liệu mạng này để mà kéo dài thời gian sử dụng pin. Khi mà chế độ này được bật thì check mail này như là app chạy ngầm hay là những cái hiệu ứng chuyển cảnh nó sẽ bị tắt hoàn toàn đi. Thêm một thứ nữa cũng được cải tiến đó là liên quan đến passcode. Thì bình thường mặc định passcode thì nó sẽ là 4 ký tự 1 2 3 4 5 6 7 8. Thì thay vì đó, iOS 9 nó sẽ có thêm một lựa chọn cho các bạn, đó là chúng ta sẽ có thể tạo được một cái passcode với 6 số. Tức là gì? Tức là các bạn sẽ có thể bảo mật hơn, các bạn sẽ có thể là tạo được nhiều cái passcode nó độc đáo hơn. 6 ký tự, 6 số thì các bạn cứ yên tâm. Và đương nhiên là nó vẫn sẽ có thể tạo được cái mật khẩu bằng cái ký tự bình thường giống như là iOS 8.3. Tuy nhiên thì khả năng tiếp một điều rằng đây hình như là bản beta, nên là khi mà mình đi vào trong cái mục passcode này thì mình lại không tìm thấy cái vị trí kích hoạt giống như là chiếc bình thường nữa. Đấy. Bình thường thì nếu mà 8.3 nó sẽ có một mục là simple passcode ở đây, thì các bạn sẽ có thể tắt hoặc là bật nó lên để mà chúng ta có thể tùy chọn sang passcode mới. Tuy nhiên thì với cái chiếc iOS 9 của mình thì như phần này đang bị lỗi, và trong những bản tiếp theo chắc chắn nó sẽ được cập nhật. Nhiều bạn thì sẽ còn quan tâm rằng là về những ứng dụng khác nữa như là camera này, photo library thì nó có một thứ gì nó cải tiến hơn không? Thì khá đáng tiếc một điều rằng là nó chả cải tiến hơn gì cả, nó y hệt là như thế. Các bạn vẫn sẽ có cái giao diện photo quen thuộc này, các bạn vẫn sẽ có cái giao diện của calendar quen thuộc, các bạn vẫn sẽ có giao diện của camera quen thuộc với cái việc là chạm để mà đo sáng và lấy nét, kéo thanh lên xuống để mà chúng ta có thể tùy chỉnh EV, bù trừ sáng một cách tốt hơn, hay là chúng ta vẫn có cái ứng dụng sức khỏe hết giống nhau. Mọi thứ đều giống mà các bạn hãy cứ yên tâm sử dụng. Sử dụng lên iOS 9 thì nó sẽ chỉ khác biệt một chút, đó là đa nhiệm nó khác biệt một chút, và chúng ta sẽ có thêm một mục đó là Siri Suggestion thì nó cũng sẽ khác biệt điểm một chút mà thôi. Các bạn hãy cứ an tâm trong quá trình mà mình sử dụng. Hiện nay thì iOS 9 beta nó vẫn còn có một vài những lỗi khá là cơ bản của nó. Giả dụ như khi các bạn vào đến mục cài đặt này mà chúng ta vào đến một số mục mà chúng ta lại bị mắc không thể nào chuyển ra được, mà buộc chúng ta phải tắt bỏ cái ứng dụng cài đặt và sau đó chúng ta bật lại, thì đây là một trong những lỗi rất là bình thường của một bản beta. Bạn nào muốn thử trải nghiệm iOS 9 thì chúng ta cũng có thể tải cái iOS 9 này về để chúng ta có thể trải nghiệm trên sản phẩm của mình. Còn nói chung, ai mà cần một sự ổn định, cần một sự gì đó nó mượt mà thì iOS 9 beta này vẫn chưa phải là sự lựa chọn của các bạn đâu. Để vọc vạch thì hãy nên cài, còn nếu không tốt nhất hãy cứ ăn phận về 8.3 đi. Mà bạn nào đang ở 8.1.2 thì tốt nhất là đừng có lên. Lên xong về không ra break được đâu, mất việc á. Trên đây thì mình vừa chia sẻ đến cho các bạn một vài những điểm mới của iOS 9 trên chiếc iPhone 5 của mình. Thực ra là với iOS 9 thì nó còn có một sự đặc biệt khác nữa liên quan đến iPad, đó là chúng ta sẽ có thể chạy được multi screen hay là chạy được đa nhiệm. Tuy nhiên thì mình đang chưa có một chiếc iPad nào ở đây, mình cũng sẽ thử cố gắng mượn lấy một chiếc iPad Air hoặc là một chiếc iPad 2 với cấu hình thấp nhất để mà mình chia sẻ đến cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn một vài ngày tới, mà không, sẽ cố gắng hẹn gặp lại các bạn ngày mai trên kênh 3 Channel. Còn bây giờ thì xin được chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.